Chào bà con, cô dì, chú bác. Chúng ta đang đứng tại vườn đào tại Thực Sơn, Bắc Linh. Đào năm nay nó thì hơi tương đối là sớm. Đây là những cái cây hoa đào bích các bạn. Năm nay thời tiết là hơi nắng ấm, nay đang là 15 tháng 12 năm 2019. Còn hơn tuần nữa mới đến ngày ông công ông táo các bạn. Mà đào hôm nay đã nở ra quá nhiều rồi các bạn. Đây tôi xin ra tới số điện thoại của bác chủ vườn. Chúng ta mua là liên hệ nhé. Đây số điện thoại của anh Hợp đây. (0972) 859 285 hoặc 0369 904 399 nhé các bạn. Nếu chúng ta mua chúng ta hãy liên hệ tới anh Hợp nhé. Quá nhiều cây hoa đào bích đã lở. Các bạn tôi cùng tôi xuống khám phá nhé, xem cây hoa đào bích này. Đây, cây này đã lở ra quá nhiều rồi các bạn. Cây này rất cao các bạn, cao phải 2,5 mét các bạn. Các bạn hãy nhìn thế nào, như một cái tượng đài luôn. Bên cạnh đó thì cũng còn một số cây nụ rất chi là còn nhiều. Ví dụ như cây đằng trước chúng ta đây, đào hạt. Đó các bạn hãy nhìn chưa, nụ rất sai.
các bạn mua đào các bạn hãy liên hệ tới anh Hợp nhá các bạn, tại đỉnh Váng Từ Sơn, Bắc Linh.